Cử tri sẽ bầu 240 đại diện quốc gia vào Quốc hội khóa 51 với cuộc bầu cử diễn ra trên 31 khu vực bầu cử. Các khu vực bầu cử này phù hợp với các khu vực hành chính của Bulgaria. Chính phủ lâm thời do Thủ tướng Dimitar Klapchev lãnh đạo chịu trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử này. Trong 3 năm qua, Bulgaria đã chi khoảng 255 triệu euro cho các cuộc bầu cử của mình. Ủy ban bầu cử Trung ương CEC sẽ công bố kết quả chính thức trong vòng 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 31 tháng 10. Danh sách cuối cùng của các đại diện được bầu dự kiến sẽ có vào ngày 3 tháng 11. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, khi các đảng phái không thể đạt được tiếng nói chung. Việc giải quyết được vấn đề này sẽ là chìa khóa mở ra một chương mới trong việc thúc đẩy các nguồn viện trợ từ Liên minh châu Âu cho phát triển cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của Bulgaria, cũng như có thể tìm kiếm các giải pháp đẩy nhanh tiến trình cho nước này gia nhập khu vực đồng euro và tham gia đầy đủ khu vực Schengen.